Xin chào các anh chị và các bạn nha. Ở trong video ngày hôm nay thì mình hướng dẫn các anh chị và các bạn tải cái trình duyệt. Trình duyệt đầu tiên các anh chị mở cái trình duyệt web của các anh chị lên. Có một số các anh chị nhờ mình hỏi mình là cái kiếm tiền bằng cái trình duyệt web CryptoTab, cái đào Bitcoin bằng cái trình duyệt web CryptoTab thì nó có đúng không, nó có lừa đảo không. Cái này mình cũng không biết nha các anh chị nha. Nhưng mà qua tìm hiểu thì mình thấy được cũng có một số bài viết, cũng như cũng có một phải nói là cũng một cộng đồng người cũng dùng cái trình duyệt này, cũng đào Bitcoin. Thì thôi, sẵn tiện các anh chị hỏi các cách hướng dẫn cài đặt sử dụng như thế nào thì mình làm cái video mình hướng dẫn luôn. Còn cái việc mà đào Bitcoin với lại cái trình duyệt web này thì các anh chị tự tìm hiểu, thì mình cũng sẽ cài, mình sử dụng thử một thời gian xem như thế nào. Nếu như mà thực sự mà có thể có được Bitcoin, có thể bán mà đổi mà quy ra tiền được, thì lúc đấy mình sẽ làm những cái video khác mình hướng dẫn cho các anh chị sau nha. Thì để tìm hiểu thì các anh chị tự tìm hiểu trên mạng internet, nó rất là nhiều bài viết nha các anh chị nha. Nhưng mà các anh chị cũng cân nhắc trước khi mà chúng ta bắt đầu. Ở video này thì mình chỉ hướng dẫn các anh chị là tải cái trình duyệt web CryptoTab thôi. Thì để tải trình duyệt đó thì các anh chị tìm với từ khóa giúp mình, cái trình duyệt web của nó tên là CryptoTab đây các anh chị nè. Đấy, các anh chị tìm với từ khóa này thôi, các anh chị enter. Đây, chúng ta có cái trang đầu tiên. Đấy, trang web đầu tiên. Đây các anh chị, mình bấm vô cái trang đầu tiên ha. Ở đây thì nó hiện lên cái bảng này, các anh chị đóng tắt đi nha. Đây nè, đóng tắt đi. Ở đây là tiếng Pháp nè các anh chị. Đây nè, các anh chị để ý cái góc này nè. Tiếng Pháp thì các anh chị thử bấm vô đây, chúng ta thấy được ở đây có nhiều các loại ngôn ngữ, mình chọn tiếng Anh đi ha. Tiếng Anh dễ. Đấy. Thì nó chuyển qua tiếng Anh. Đây mình chọn cancel đây các anh chị này. Đấy. Thì mình hướng dẫn các anh chị chúng ta tải cài đặt cái trình duyệt này thôi. Đầu tiên các anh chị download nè. Download nè. Các anh chị bấm vào cái nút download. Đấy. Thì khi chúng ta bấm vào cái nút download, các anh chị thấy ở dưới này trình duyệt chúng ta đang được tải về nè. Các anh chị chờ cái thời gian tải về xong. Đấy, chúng ta nhấp vô chúng ta cài đặt thôi ha. Đây. 2 giây nữa là xong rồi. Đó, cài đặt thì rất là dễ các anh chị, sau khi hoàn tất tải xong rồi nè các anh chị nè, chúng ta bấm vô chúng ta cài đặt, mình bấm vô đó rồi yes. Chúng ta cài đặt thôi nha các anh chị nha. Để đỡ rối thì mình sẽ tắt cái trình duyệt web Chrome của mình đi đó, cho các anh chị dễ theo dõi này. Thì ở màn hình này chúng ta bấm vô cái nút là install CryptoTab nè các anh chị, rồi chúng ta đồng ý accept, rồi chúng ta tiếp tục luôn. Đấy, chúng ta chờ. Chúng ta chờ trình duyệt CryptoTab sẽ tự cài đặt vào trong máy tính của chúng ta. Thì sau khi cài đặt thì mình cũng hướng dẫn cho các anh chị các bạn một số cái thông tin cơ bản thôi. Còn nếu như mà trong quá trình mà sử dụng cái trình duyệt này có vấn đề gì thì các anh chị phản hồi ha. Còn cái việc mà đào Bitcoin rồi rút về như thế nào thì bản thân mình cũng sẽ thử xem như thế nào. Nhưng mà thực sự là vậy thì mình cũng sẽ làm cái video khác, những cái video sau mình cũng sẽ hướng dẫn nha các anh chị, nếu thực sự là nó mang lại được cái lợi ích, cái thông tin như là những một số bài viết kiếm tiền ở trên mạng nói. Đấy, thì mình cũng sẽ làm mình video mình chia sẻ cho các anh chị để các anh chị biết. Còn nếu như mà các anh chị sử dụng và có cái yêu cầu mà chúng ta phải chuyển tiền hay chúng ta phải mua hay chúng ta phải làm gì đó thì các anh chị phải cân nhắc cái thông tin. Nếu mà đã chịu tìm hiểu kỹ, nắm kỹ, có người quen tin tưởng hướng dẫn thì các anh chị hằng ấy. Còn nếu như các anh chị không biết á, chúng ta không biết, chúng ta không nắm được thì thôi, mình khuyên các anh chị cũng đừng có nạp tiền, cũng đừng có mua làm gì nguy hiểm nha các anh chị nha. Việc này nó cài đặt hơi lâu nha các anh chị nha. Thật sự mà nói là mình chờ cũng gần 5 phút đồng hồ. Không biết là do mạng của máy mình hay là do mạng hay do máy tính yếu mà cài đặt cái trình duyệt này lâu quá. Thì các anh chị chịu khó chờ nha. Chờ cho nó cài xong. Sau khi cài xong thì nó có cái thông báo hoàn tất nè các anh chị nè. Đấy, chúng ta bấm tiếng Việt chúng ta hoàn tất. Thế thì mình đã cài đặt xong cái trình duyệt web rồi. Welcome to CryptoTab. Thì đây là cái trình duyệt web mà vừa lướt web vừa đào Bitcoin mà trên mạng đang có cái thông tin tên đào Bitcoin ta lấy tiền được đó các anh chị. Nên mình hoàn tất các bước
Đây mình bấm. Rồi. Ở đây thì thông báo với các anh chị, chúng ta mà có muốn đào Bitcoin bằng cái trình duyệt này thì các anh chị phải đăng nhập, phải đăng nhập vào cái tài khoản Gmail của các anh chị vào đó. Thì khi mà các anh chị đăng nhập vào tài khoản thì các anh chị đào cái Bitcoin các anh chị mới được mới được lưu lại. Và nếu như là các anh chị không có đăng nhập tài khoản vô, chúng ta cứ vậy chúng ta bấm đào là chúng ta sẽ bị mất cái coin mà kiếm được nha các anh chị nha. Thì để đào cái coin á, các anh chị thấy ở trên này nè, trên này chúng ta có cái nút tròn tròn đấy các anh chị nè, có nút tròn tròn ở trên này đó. Nút tròn tròn ở trên này là để anh chị bấm vô rồi chúng ta đào cái coin ha các anh chị ha. Ở đây thì mình thử bấm vô này. Đây anh chị bấm vô chúng ta thấy được ở đây là cái màn hình có những cái thông tin mà liên quan tới cái coin của anh chị hiện tại này. Cái trình đào nó đang off nè các anh chị, thì để bật lên ở đây nó có cái chỗ PC Minh Minh nè, nó đang off. Các anh chị bật lên, nếu mà mấy anh chị cấu hình mạnh thì các anh chị cũng bật mắt ha, còn mấy mình chắc cấu hình nó yếu, nó không hôn mấy đâu. Với lại mình vừa xài trình duyệt, mình vừa làm những cái việc khác nữa, nên mình chỉ bật khoảng chừng hơn nửa xíu thôi. Bấm vô đây, bấm turn on Minh Minh. Các anh chị bấm à, bấm vô đây là đồng ý đó. Đấy, thì bắt đầu trình duyệt, bắt đầu khởi động để đào cái coin. Thì mình thấy một số cái bài viết hướng dẫn các anh chị khi mà chúng ta đào coin vậy nè, thì chúng ta song song với đó chúng ta làm những cái công việc khác đó, ví dụ như nghe nhạc hay đọc báo, xem phim gì đấy, thì cái coin đào được nó mới hiệu quả hơn, nó mới nhanh hơn. Còn nếu mà chúng ta cứ để không như vậy chúng ta đào á, thì nó sẽ rất là lâu được nha các anh chị nha. Đây đây những thông số đào ở đây, nếu mà đào được cái số coin thì các anh chị sẽ có trên này. Thì song song với cái việc đó, anh chị bấm qua cái tab khác này. Bấm qua cái tab khác ở đây thì chúng ta có thể đọc báo, xem phim gì đó nha các anh chị nha. Ở đây ví dụ như mình vào YouTube đó. Rồi các anh chị có thể là vừa đào, chúng ta vừa xem phim, vừa coi ca nhạc, nó tùy các anh chị nha. Hoặc là chúng ta mở nhạc, chúng ta để đó, chúng ta đi chơi đâu cũng được, để cho trình duyệt này nó đào như cái gì ha. Đấy, thì các anh chị chúng ta theo dõi. Nên mình chỉ có hướng dẫn cho các anh chị là cái cách cài đặt cái trình duyệt này. Và sau khi mà cài đặt xong thì chúng ta vừa sử dụng trình duyệt này để đào coin, và chúng ta vừa sử dụng những cái chức năng khác để giải trí. Thì mình nhắc lại cho các anh chị, nếu như mà cái này hiện tại là mình đang bật cái nút đào lên rồi, thì cái coin kiếm được của mình nó sẽ không có được lưu. Lý do là hồi nãy mình chưa có đăng nhập tài khoản. Còn nếu như mà các anh chị muốn cái coin của mình được lưu lại thì các anh chị đăng nhập tài khoản vào. Đó, các anh chị đăng nhập tài khoản vào ha. Thì nếu như mà các anh chị đăng nhập tài khoản vào á, thì cái coin các anh chị đào được nó mới lưu. Còn nếu mà không, nó không lưu đâu. Nó không lưu nó sẽ mất đi ha các anh chị ha. Thì cái này có thể các anh chị có thể đăng nhập bằng cái tài khoản Google nha các anh chị nha. Ở đây nè, các anh chị login vào. Chúng ta login vào. Đây, login thì các anh chị đăng nhập cái tài khoản Google, cái tài khoản Gmail của các anh chị đó. Chúng ta nhập tài khoản Gmail vào đây thì những cái coin lưu được chúng ta sẽ lưu được lại. Những cái coin mà chúng ta đào chúng ta sẽ lưu được lại. Mà khi mà các anh chị lưu được lại rồi thì hôm nay các anh chị đào mấy này, hôm sau các anh chị đào bên mấy khác, các anh chị sử dụng mấy khác, các anh chị đào thì cái coin chúng ta vẫn được lưu tiếp tục. Đấy, thì video ngày hôm nay mình chỉ dừng lại ở cái mức độ là mình hướng dẫn cho các anh chị đào cái trình duyệt này, cũng như là đăng nhập vào cái trình duyệt mà chúng ta tiến hành, chúng ta vừa lướt web, chúng ta vừa đòi đào cái Bitcoin. Rồi những cái video sau thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các anh chị khi chúng ta đào được cái coin rồi, chúng ta rút ra nó như thế nào, chúng ta bán hoặc chúng ta chuyển đổi nó thành tiền Việt Nam như thế nào, thì những cái video sau mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị nha. Thì nếu mà trong quá trình cài đặt các anh chị có gì thắc mắc thì các anh chị cứ inbox hỏi, thì mình sẽ hỗ trợ cho các anh chị cài, cũng như là hỗ trợ cho các anh chị hướng dẫn và sử dụng nha. Xin chào các anh chị, cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video của mình.